tất cả các trận của Phượng đá ở đây toàn đều xem hết, thì toàn nghĩ thì với trình độ của cậu ấy thì ở Việt Nam hay là đá ở Việt Nam thì đó là môi trường tốt cho cậu ấy và để cậu ấy phát triển. Thì sau những thời gian qua cậu ấy ghi bàn liên tục thì toàn rất là vui khi cậu ấy đã ghi bàn và đã nghĩ là cậu đã lấy được phần nào phong độ của mình, nhưng mà đấy chưa phải phong độ đỉnh cao nhất của cậu ấy. Trước khi Phượng về Thành phố Hồ Chí Minh thì toàn với Phượng đã nói chuyện rất là nhiều với nhau rồi, vì vấn đề cùng Phượng ở lại Thành phố Hồ Chí Minh một mùa thì đó cũng là có ích cho cậu ấy, tại vì cậu cũng có thể thay đổi một môi trường để cậu ấy có thể thi đấu tốt hơn. Thì và cũng hy vọng cậu ấy sẽ thi đấu tốt và cũng rất là chờ đợi những trận đấu mà mình và Toàn với Phượng đối đầu nhau. Có thông tin cậu như thế thì Toàn đã nhắn đi và rất là chờ đợi khi hai người đối đầu với nhau. Thì thật sự Toàn với Phượng ở với nhau rất là lâu rồi, cũng hơn chục năm rồi, và Toàn với cậu ấy đều là chắc cũng chưa nghĩ tới là hai người có thể đối đầu với nhau sớm như vậy. Không biết là có thể đối đầu với nhau sớm hay không, mà cũng đây là cũng là lần tiên hai người có thể đối đầu với nhau mà mang hai màu khác nhau, vì vậy Toàn rất là mong chờ cuộc đối đầu với cậu ấy. Thì khi mà Toàn đưa lời thách thức đấy thì Công Phượng sẽ trả lời như nào? Thì chúng tôi chỉ có cười thôi chứ không có biết được, tại vì cũng đều tại vì cũng chưa nghĩ được là trận đấu tới hai người sẽ đá như thế nào, hoặc là một người đá một người không, hay là cả hai người đều không đá thì đấy. Về trận đấu vòng 1 gặp Than Quảng Ninh thì Toàn đánh giá như thế nào về đối thủ Than Quảng Ninh? Thì thật sự thì Than Quảng Ninh là một đội bóng rất là mạnh. Theo Toàn nghĩ thì họ có lối chơi và duy trì sự ổn định trong vòng vài năm nay khi họ luôn làm tốt trên. Nhưng mà Toàn hy vọng là đội sẽ cố gắng tập trung, tại vì trận đầu tiên mà đá ở sân nhà mà cũng rất là tiếc khi mà không có khán giả nên là cũng rất là khó khăn. Nhưng mà hy vọng toàn đội sẽ cố gắng để thi đấu tốt và giành được điểm trận đấu đầu tiên. Toàn biết là năm nay Hoàng Gia Lai có một con linh vật, tức là toàn cảm thấy như thế nào về cái sự mới lạ của Hoàng Gia Lai năm nay? Thì thật sự thì khi nhìn thấy con linh vật mới của Hoàng Gia Lai thì lúc đầu Toàn cũng rất là bất ngờ. Đầu tiên cũng không biết là linh vật là của đội Hoàng Gia Lai, linh vật của giải. Thì khi mà biết được Hoàng có linh vật này của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì Toàn cảm thấy rất là vui. Tại vì cũng là một cái điều đó làm cho câu lạc bộ hình ảnh mới mẻ hơn và chuyên nghiệp hơn.